Ba đối tượng tuyệt đối không nên bế trẻ sơ sinh kẻo hậu quả khôn lường. Cùng bác sĩ Phúc và Central Pharmacy tìm hiểu nhé. Thứ nhất, đó là những người hút thuốc lá và uống rượu. Những người hay hút thuốc chắc chắn có mùi thuốc lưu lại trên cơ thể, quần áo và đầu tóc. Và chính mùi khói thuốc đấy sẽ làm em bé khó chịu, thậm chí khó thở. Mặc dù đối với người lớn thì mùi khói thuốc không có gì là quá to tát. Tương tự đối với những người uống rượu, khứu giác của trẻ nhỏ rất nhạy cảm đồng thời cũng yếu ớt hơn người lớn. Những mùi khó chịu này sẽ khiến em bé không thoải mái. Có rất nhiều người hút thuốc và uống rượu xung quanh chúng ta, vì vậy việc ngăn cản những người đó tiếp xúc và bế em bé là một chuyện có vẻ như khó khăn. Nhưng cha mẹ nên cứng rắn và cương quyết để bảo vệ cho con em của mình nhé. Thứ hai, đó là những người ốm bệnh. Sức đề kháng của trẻ nhỏ vô cùng yếu, vì vậy cha mẹ cần phải hạn chế tuyệt đối việc cho trẻ nhỏ tiếp xúc với những nguồn lây bệnh. Những người đang ốm chính là một trong những nguồn lây nhiễm bệnh cho trẻ nhỏ. Thậm chí một số căn bệnh nguy hiểm còn có thể để lại di chứng hoặc có thể gây đe dọa đến tính mạng của trẻ nhỏ. Do đó, cha mẹ tuyệt đối không để những người đang bị bệnh bế em bé nhà mình. Thứ ba, đó chính là trẻ em. Nhiều gia đình có hai con thường để con lớn bế ẵm trông con giúp mẹ. Dẫu điều đó là có lợi để cho hai con gắn kết tình cảm với nhau. Tuy nhiên, cha mẹ cần nhớ trẻ em có sức lực và tầm hiểu biết còn hạn chế. Bé có thể làm ngã em hoặc gây ra những nguy hiểm mà thậm chí bé cũng không thể ý thức hết được. Nếu như bé lớn thích bế em thì cha mẹ nên chỉ cho bé ngồi yên một chỗ, sau đó cho bé bế thử dưới sự giám sát chặt chẽ của mình. Và đồng thời cha mẹ nên lưu ý không để cho hai con tự chơi với nhau mà không có sự giám sát của người lớn. Trẻ sơ sinh, nhất là những em bé mới chào đời, thường có cơ thể rất yếu ớt nên chúng thường dễ bị tổn thương hơn bất kỳ đối tượng nào. Chính vì thế, cha mẹ cần phải nâng niu và chăm sóc con nhỏ thật chu đáo, đừng ngại làm mất lòng mọi người.